Minh ơi, xe để đâu rồi cháu? Ngày thứ tư, tài xế có tâm đã đưa đoàn chúng tôi đến Đà Lạt Sử Quán. Mà nơi đây, chúng tôi được chiêm ngưỡng những bức tranh thêu thật tuyệt tác của những đôi bàn tay khéo léo của các cô gái Việt. Những bức tranh thêu như gợi ngợi nhớ hình ảnh thôn quê Việt Nam thật thanh bình đến lạ. Và điểm đến tiếp theo chính là thung lũng tình yêu. Wow, bạt ngàn hoa và đủ sắc màu tạo nên một không gian thơ mộng đến ngây người. Ai bảo chúng tôi yêu hoa, để giờ đây thung lũng tình yêu có cơ hội chinh phục mỗi chúng tôi, những tâm hồn thơ mộng. Chao ôi, càng đi càng thấy đất nước tôi đẹp vô cùng, càng thêm yêu quê hương đất nước Việt Nam biết bao. Trước mắt chúng tôi, giờ đây mọi cảnh vật, các loài hoa như những huyền thoại chỉ có trong truyện cổ tích. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra chúng con là những con người con Việt Nam với niềm tự hào vô bờ bến. Các bạn năm châu ơi, hãy đến đất nước tôi để thưởng thức những nét đẹp văn hóa truyền thống và một thành phố rợp trời hoa Đà Lạt mộng mơ. Một món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, mà mỗi bước đi chúng tôi đều cảm nhận tình yêu thương nơi ấy.